Chào các bạn, video này sẽ review về ASEAN, đó là ASEAN YPP, Pan Green. Thì ASEAN này hiện tại có trong các chính thức của mình, đó là YPP Pan Green. Chúng tôi các bạn có thể trực tiếp trong các này để tìm hiểu thêm thông tin về dự án của chúng tôi. Green Energy, Quỳnh, Bách, Green trong dự án. Đây là một tổng quan về dự án của chính phủ, các bạn có thể xem video tại đây để tìm hiểu thêm thông tin về dự án này của chúng tôi. Hiện tại thì đang trong giai đoạn pre-sale hoạt động, thì sẽ kết thúc trong vòng 51 ngày tới. Các bạn có thể thấy hiện tại token sale Progress đang bán ra được 12.840.566 WPP. Các bạn có thể click ngay tại đây để mua token của chúng tôi, và hãy theo dõi chúng tôi qua các trang cộng đồng như Telegram, Signal, Discord, vân vân. Đây là các điểm số đánh giá của các đơn vị đối tác của chúng tôi, như là ICBN đánh giá 5 điểm, Check ICO đánh giá 5 điểm, ICO Prop đánh giá 5 điểm, vân vân. Với hơn 6 mở rộng chủ yếu đơn vị một token cơ hội đầu tư ngoại hối. Thứ nhất, HO chuyển đổi cho các nhà máy điện gây ô nhiễm. WPP HO công nghệ tiên tiến chuyển đổi các nhà máy điện gây ô nhiễm hiện có trong khi giảm chi phí vận hành. Thứ hai, nhà máy điện di động HO. WPP Mobile sử dụng công nghệ nước sản xuất 1 MW bằng 1 MW trên giờ đến 2,5 MW trên giờ trong khi hoạt động không gây ô nhiễm môi trường, để sử dụng trong cả khu vực tư nhân và cộng đồng. Thứ ba, cung cấp năng lượng tại nhà HFO. Trước khi cắm hỏi công ty tiện ích để cung cấp điện HFO độc quyền của riêng bạn, đầu tư nhỏ với lợi nhuận lớn. Thứ tư, dự án liên quan đến các dự án của chính phủ liên quan và PPA được giá trị trên 6 billion đô. Các dự án cung cấp điện của chính phủ cam kết giá trị trên 6 billion đô và với các hợp đồng mua bán riêng kèm theo. Thứ bảy ạ. Thứ năm ạ. Kế hoạch năng lượng xanh lá cây blockchain, nền tảng kết nối giữa người mua năng lượng và người bán trên toàn thế giới, giá bán luôn thấp hơn. Thứ sáu thì về khai thác mỏ, khai thác thay đổi cryptocurrency, nền tảng trao đổi tổng hợp các tiền điện tử năng lượng xanh khác nhau trên thị trường. Đây là một phần của thị trường với số tiền lên tới 750 tỷ đô. Các bạn hãy tham gia ngay hôm nay bằng cách và hãy tìm hiểu thêm về ICO của chúng tôi bán ra và hãy kích tại đây. Còn đây là các đơn vị đối tác của chúng tôi, như là Siemens, CPG, VPC, vân vân. Về WPP token như một thương phương thức thanh toán cho tất cả các giao dịch năng lượng mua và bán kế hoạch năng lượng xanh. Vâng, đây là một phương thức thanh toán cho tất cả các giao dịch năng lượng xanh được thực hiện thông qua nền tảng kỹ thuật số năng lượng toàn cầu, nền tảng dựa trên blockchain mang tính đột phá từ WPP Energy đã cung cấp thị trường một cách tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp năng lượng điện tử trên toàn thế giới, với giá bán buôn từ các nhà cung cấp năng lượng xanh thế giới. Sử dụng WPP token làm phương thức thanh toán để củng cố và thương mại blockchain sẽ cung cấp môi trường lý tưởng cho việc theo dõi một số lượng lớn các giao dịch trên toàn cầu và tránh bất kỳ sự gián đoạn hoặc ngăn chặn nào hay công nghiệp nào. Sự kết hợp giữa nền tảng năng lượng xanh và toàn cầu để sử dụng WPP token là phương thức thanh toán cho thực hiện quản giá năng lượng lên tới tối thiểu 50%. Tiếp theo thì về phương thức thanh toán cho các giải pháp năng lượng vật lý, thì đây là một phương thức thanh toán ưu tiên cho giải pháp năng lượng vật lý máy móc thiết bị hợp đồng được bán rộng rãi bởi WPP NG. Còn tiếp theo thì về thanh toán tiện ích ạ.
8 tiện ích tận dụng mối quan hệ trước đây của chúng tôi với chính phủ với PNG đang thảo luận chính phủ liên bang để có VKTP token của các công ty tiện ích ở các quốc gia của họ chấp thuận để chấp nhận VKTP token như một phương thức thanh toán từ khách hàng của họ và sử dụng VKTP token để thanh toán hoặc để thuê nguồn điện HNO. Về thứ nhất, sử dụng đã thông báo với VKTP để thanh toán hoặc thuê một nhà máy điện sẽ được giảm giá đáng kể so với giá niêm yết. Thứ hai, lựa chọn của một MW trên giờ hoặc 20W trên giờ sản xuất 100 năng lượng bằng xanh lá cây. Thứ ba, tùy chọn một MW trên giờ sẽ cung cấp cho 700 máy khai thác mật mã và tùy chọn 2,5 MW trên giờ cung cấp cho 1.750 máy. Thứ tư, được đặt trong container hải quan cỡ lớn 40 giao hàng trên toàn thế giới được cung cấp bởi SAIL trên hoặc chất. Các bạn hãy tìm hiểu thêm về sản phẩm công nghệ mới này bằng cách kích tại đây. Với thành viên miễn phí trong cuộc sống trong chương trình bắt buộc năng lượng xanh mà là cây hoặc xanh của chúng tôi, hãy đăng ký chương trình giảm giá năng lượng xanh của chúng tôi và nhận lại tiền mặt hoặc tiền xu khi bạn muốn mua các sản phẩm của chúng tôi đối tác hoặc tài trợ và nhận được giảm giá cho thành viên trên các sản phẩm dịch vụ từ công ty thương hiệu các nhà bán lẻ trực tuyến và truyền thông với phép PNG. Và các bạn có thể thấy đây là WorldPrint This I would find spend và đây là chương trình bắt buộc mặt trời ạ. Tiếp theo thì về giao diện trên mobile. Các bạn có thể thấy là giao diện trên mobile ạ. Trên điện thoại ạ. Không bao giờ thanh toán cho điện lực với 10 người mắc SW sẽ được đơn vị năng lượng nhà hóa VKPP, HFO và SC không bao giờ trả lại tiền. Chúng tôi TPIOT offer. Thì tôi mời các bạn tham gia chúng tôi trong cung cấp lịch sử này và tham gia một thị trường năng lượng xanh lớn tới 750 tỷ đô la sẽ đến để dẫn đầu trên thế giới về hàng hóa năng lượng quan trọng mà cần thiết của nó. Mã thông báo của VKPP được dựa trên giá thức RC20 ban đầu. Với tốc độ chi tiết bán thì VKPP token với tổng cung là 5 billion token với giá riêng tương đương bằng 0,16 đô trước khi bán tương đương với 0,2 đô. Vì việc phân phối token thì trong đó 50% bằng mã thông báo, 20% cho người sáng lập quản lý hoạt động, 5% dự trữ, 5% cho nhóm phát triển và cố vấn, 10% cho chương trình giảm giá năng lượng xanh và giúp thăm chính phủ, 10% còn lại cho tiếp thị. Và chúng tôi mời các bạn tìm hiểu thêm về cung cấp video lịch sử này và tham gia một thị trường năng lượng xanh lớn trị giá 7 tỷ đô dẫn đầu thế giới ạ. Các bạn hãy tham gia về đề xuất này một cách hiện đây và mail cho doanh nhân và doanh nghiệp tư nhân là cách hiện đây. Tiền điện tử có thể giao dịch qua nền tảng VKP Exchange sắp tới. Hàng ngày bạn thường có thể giao dịch qua VKP Exchange platform sắp tới ngày ý định của VKP được liệt kê các sàn giao dịch lớn trên toàn thế giới. Nền tảng này sẽ tổng hợp các cryptocurrency các mô trên toàn thị trường có liên quan đến khai thác năng lượng và tiền điện tử thành nền giao dịch hàng mới. Các bạn đã tìm hiểu thêm một cách tiếp cận đây và hãy theo dõi chúng tôi qua các trang cộng đồng như là Facebook, Twitter, YouTube, Telegram, vân vân. Nếu mình có các thắc mắc thì các bạn có thể nhắn tin trực tiếp với chúng tôi online mình cách liên lạc. Và các bạn theo dõi phần này đến đây, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.